Mình chào các bác trở lại với Thủy Chiến nhé. Hôm nay thì bữa giờ thì chúng ta đã xem làm rễ rồi, thì hôm nay thì tiếp tục làm để trồng. Thì mỗi phần thì tôi cũng muốn tách bạch ra rõ ràng để cho các bác xem nó được kỹ hơn, để xem chúng tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm trồng cây dứa cho các bác được biết. Thì bây giờ cái phần xử lý cành ở trên này các bác này, đây thì những cái vết cắt này, bởi vì cây to thì vết cắt nó to thôi các bác ạ. Hàng này thì hàng những công trình lớn, công viên biệt thự to. Đây là toàn cảnh cái cây này nhìn từ trên xuống các bác ạ. Đây thì sau khi làm sạch ấy, đấy rửa sạch rồi thì những cái vết cắt này thì chúng ta bắt đầu là dán kim, dán giấy bạc vào. Đấy, dán giấy bạc này để chống nước nó vào các bác nhé. Thì lúc trước khi dán giấy bạc thì các bác cũng bôi keo, đây bôi keo, đây bôi keo vào đây các bác ạ. Xong thì chúng ta dán giấy bạc, thì xong cái phần giấy bạc này thì xuống ở dưới gốc để làm cái phần đất trồng nữa các bác nhé. Với lại các những cái phần tôi cũng nói qua trước là làm rồi xuống ở dưới làm sạch gốc rồi bơm thuốc, bơm men vào để hướng dẫn từng chi tiết một cho các bác được xem được biết luôn. Nhìn nó khủng khiếp chưa các bác này. Đấy thì khả năng hôm nay thì làm xong cái clip này thì các bác được xem tổng cây này luôn và xem cái độ hoành tráng của cây luôn. Đây là cái phần mặt dưới các bác này, phần bệ của nó này cực kỳ hoành tráng luôn. Các bác thử ướm xem nó bao nhiêu mét nhỉ. Nói thế thôi, hôm trước các bác đều đã biết rồi. Đấy, có tử rất là duyên. Tí nữa tháo hết dàn ra bung ra nhìn toàn cảnh của cây luôn. Từ bên này qua bên này là nó bao nhiêu anh Kiệm nhỉ? Không, bệ cơ mà. Cái phần bệ từ bên này qua bên này này. Ừ, 2m8. Hôm trước là 3m4 các bác nhé. Hôm nay côn lại gọn gàng luôn rồi. Phê chưa? Cái phần này là mặt sau các bác này. Đấy, nay trở thành một cây trực rồi. Ngọn trên đấy. Nắng lên cái thì nó sạch cây ngay các bác ạ. Cắt bay thằng kia luôn đi anh. Nào anh. Thằng ngon trên á. Thằng đấy hả? Không, thằng trên. Thằng trên thì phải cắt rồi.
Đây là anh nghệ nhân Thiên Đục đây. Anh. Tức là quá trình mình cắt, mình để lâu ngày cái đầu rễ bị nhiễm khuẩn thì phải gọt bỏ nó đi. À. Phải sạch cơ, chứ không sạch là không được. Rồi, ok. Đấy, các bác hình dung nó to đến mức độ nào đấy. Đây thì như cây này thì các bác thấy bữa nay thì các bác thấy là tung hết bầu luôn rồi nhá. Đấy, chẳng còn đất nữa đâu, nó chỉ có dính một tí đất ở dưới thì cũng không phải gỡ ra nữa. Nhưng như các bác thấy đây thì tất cả đã sạch sẽ rồi. Bây giờ chỉ có chờ cái thuốc kiểu anh Tư bảo là thuốc nào thì dùng cũng được, nhưng mà cái thuốc ấy anh dùng quen rồi đấy. Thì anh sẽ dùng cái thuốc ấy. Thực ra thì kể cả tôi quan sát trực tiếp ở đây các bác ạ. Quan sát trực tiếp ở đây thì tôi cũng thấy nó sức sống của nó rất là mạnh. Cây này thì theo chia sẻ của anh Tư thì hy vọng khoảng tầm 5 năm nữa. 5 năm nữa là sẽ hoàn chỉnh. Đây như anh Tư chủ vườn mộc viên này thì có chia sẻ lúc nãy với các bác là những cái rễ mà cắt trước ấy cũng quá trình mấy ngày rồi thì nó nhiễm khuẩn. Đấy thì chúng ta cũng cắt gọt lại cho nó sạch. Bởi vì cái công đoạn cuối cùng này thì tôi cũng đang cố gắng tôi ghi hình cho các bác nó một cách chân thực nhất để các bác cùng chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Với lại ngày mai thì nó bắt đầu vào trồng bởi vì hôm nay đang còn chờ cái thuốc kích rễ các bác ạ. Bởi vì cái thuốc đấy phải gửi ở ngoài khu vực phía Bắc về. Đúng rồi, thì anh Tư bảo là thuốc nào cũng được nhưng mà anh quen dùng thuốc đấy rồi. Thì tôi cũng cố gắng tôi tìm cái nhãn mác của nó các bác nhé. Đấy, giấu ấy. Đấy không cho đâu nhưng mà giấu. Không cho cũng lấy. Bởi vì nói thế chứ vì là cái cộng đồng Hoàng Anh Mộc của chúng ta ai cũng muốn sở hữu những cây dúi đẹp thôi. Mà tôi cũng muốn các bác có những cây dúi nó phải đẹp, đánh về phải sống các bác ạ. Xin chia sẻ với các bác đây là cây dúi này thì trồng 2018. Bữa nay thì mỗi đầu cành của nó thì những cành cũ thì không nói nhá, còn những cành mới thì nó cũng đã to hơn ngón chân cái rồi. Đấy, chỉ có 2 năm thôi đấy. Cây này hệ thống tay cành cũng 2 năm rồi các bác này. Tính ra như chia sẻ của anh Tư thì nó dúi cũng rất là khỏe các bác ạ. Và như cây này thì cũng chỉ mới có mấy tháng thôi các bác nhé.
mới khoảng tầm 6 tháng thì nó đã bung bung mầm khỏe rồi. Cũng là một cái cách làm như thế hết các bác ạ. Được cái chuối thì nó mầm nó cũng rất là nhiều chứ không phải ít. Đấy như chúng ta quan sát, bởi vì thực ra khi làm một cái video ấy thì tôi cũng muốn là có những ví dụ nó phải cụ thể để chúng ta có thể nhìn và quan sát rõ. Đây cây này cũng 6 tháng đây các bác nhé. 6 tháng mà nó đã như đầu đũa rồi này. Còn cái loại 1 năm thì to lắm, 1 năm thì nó bằng ngón cái tay này. Về đây thì được làm rất là sạch. Sáu tháng mà ngọn đây các bác này, không có chỗ nào không ra mầm đâu. Như quan sát của tôi ở đây thì những cái đầu cành này các bác này, đấy những cái đầu cành ấy thì nó vẫn đâm chồi này. Rồi các bác nhìn kỹ lên trên nhé, kể cả những cái cút cành nhỏ đấy, những cút cành mà kiểu nó lâu năm nó mại nó gãy cành rồi đấy các bác, vẫn ra chồi, nó rất là khỏe. Cũng là từ một cái cách làm đấy cả. Đấy cái anh kiệm đấy thì nó cũng chỉ cũng mới chỉ to bằng cái con tử thấy thôi, còn chưa bằng đấy. Đây là tổng bóng cái mặt hông. Con này thì bốn mặt nào cũng đẹp đấy. Cái vết này có ra rễ được không, ra rễ được em ok đây nhá. Sau này nó sau này mình lấy cái bể tới đây này, cho nên là cái chỗ này nó sẽ bo lại. Còn cái sẹo là bắt đầu lấy tối lấy bao lông tủ lại nhá. Đủ hết bao lông lại. Đó. Tủ kín này luôn. Phủ sạch hết bụi đi, bắt đầu hốc hết ra, tủ kín lại, ngày mai chỉ việc phun thuốc là chỉ mai cái rễ nữa là trồng rồi anh. Là vào đất thôi. Ok. Thế là xong nhỉ. Vài năm nữa đố nào thì lấy được cái vú, anh nói chắc cho em luôn. Sao anh? Rồi đó, nó sẽ cắm hết, sau này sẽ cắm giống như là cây rừng. Không biết chắc điều đó. Đây là tổng bóng mặt sau các bác nhé. Đây là mặt hông tiếp của cây nhé. Anh Tư cũng có chia sẻ là những cái mùn cưa đấy, khi chúng ta cắt ra đấy, nó rớt xuống thì cũng cố gắng thổi sạch. Bởi vì cái đấy nó nếu mà nhiều ấy, chúng ta thổi không kỹ đấy, thì nó tưới nước vào nó cũng bị đấy các bác ạ. Bởi vì theo anh thì chia sẻ thì đấy là chua.
quét sạch vào không, tí nữa cắt cơm đấy nhá. Cắt cơm thì uống rượu. Cắt cơm thì uống rượu nhỉ. Quên. Bây giờ đến cái phần quan trọng nhất là dọn sạch ở trong này để chuẩn bị đem cát vào các bác nhé. Thì đang chờ phun thuốc. Đấy, dọn sạch sẽ vào. Tất cả phải sạch để tránh những cái bụi nó còn lại sau này nó nhiễm khuẩn vào để nó tác động đến rễ không có tốt nhé. Đây là cắt sạch 100% các bác này. Đấy, để tí nữa đem cát vào. Khu vực này cũng được dọn sạch rồi. Chỗ nào đang còn ấy thì dọn tiếp. Những cái cục rễ này sau sẽ rất là quái. Những công đoạn cuối thì anh em chúng tôi cũng làm rất là khẩn trương. Tranh thủ ra quay thì lại. Đây, giai đoạn này rất quan trọng các bác ạ. Cây đã phơi khô được ngày thứ tư rồi. Nhưng bây giờ nó mưa, mưa phải phủ bạt lại kín hết luôn, không cho một giọt nước mưa nào vào trong này nhé. Thì cũng rất may mắn là có cái tình huống này xảy ra. Thì chúng ta lại biết được thêm cái bí quyết của trồng cây dưới này. Đấy, các bác nghe tiếng mưa chưa? Bây giờ là bạt quay kín hết rồi này. Ở trong này là chỉ màu xanh thôi. Giờ mà kéo cái đạo thấp quá, nó tọt vô này. Thì bây giờ đến cái giai đoạn là bơm thuốc kích thích. Mà cái thuốc này ấy, nó đắt lắm các bác ạ. Tôi cũng có đi mua về rồi. Nhưng mà thuốc này thì cực đắt luôn. Còn bác nào muốn biết thêm chi tiết về thuốc thì cứ nhắn tin qua Zalo tôi nói thêm, bởi vì cái thuốc đấy mà đưa đều rồi đấy là rất dài dòng. Như chúng ta nhìn qua đây thì những cái phần rễ đã được phơi rất là khô và rất là sạch rồi. Giờ chỉ việc bơm thuốc vào nữa xong thì lấp cát và tất cả đều cắt sạch các bác nhé. Tôi phục để làm cái video này cũng đã là ngày thứ 3. Bây giờ rất là sạch và rất là khô. Đây các bác thấy nhé, không có một chút đất nào nữa hết. Tất cả là rễ không, không cần bầu. Lúc đấy vào cái ông quan thuốc ông bảo là từng đấy là được 25.000 ngọn keo. Hàng này nó không có rồi, hàng sách tay á, không có thị trường đâu. Bây
Bây giờ thì cho đến giai đoạn cho cắt sạch vào các bác nhá. Ăn đái vô rồi. Lô. Cái thứ hai đúng không? Thứ ba cắt cành á là hôm chủ nhật. Bày đi xe máy ra chứ chết đi. Cắt cành á. Lúc cho cắt vào xong thì lại bơm nước cho nó đầy bồn vào cho nó giữ chặt cái cây lại. Những cái khe nào nó chưa vào được thì để cho cắt nó vào nhé. Đúng không anh Tư nhỉ? Hình như là thế. Nước nóng dở ngoài á anh à. Thì công tác cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi các bác nhé. Tí nữa thì chúng ta chờ dỡ cái giàn này ra, chúng ta xem tọc cây một lần nữa thì coi như bữa giờ quá trình làm cây này đã hoàn thành. Cậu chưa? Cái khâu đưa cát xuống này cũng rất quan trọng các bác này. Nếu làm trực quan đấy, sau có rất nhiều cái chân hồng ở dưới ấy. Chậm mà nó chắc các bác ạ. Cái cây này thì sao là mình có không gian này nó rộng nó. Sáu bộ ngày mà không mua chục lô đất đó mà. Mình có không gian sang là mình để ở trang mình có đồ mình rồ lại. Ví dụ những cái anh nào mà anh vô anh đụng vô cây mà nó vẽ mà hơi cố ý mà kiếm như khóa thứ hai là nó thấp. Còn ví dụ ở ngoài thì nó như hầu vô tình. Vâng, và bây giờ cây đã trồng xong rồi các bác nhé. Chúng ta cùng xem tổng quan qua cây một lần nữa. Đây là phần mặt tiền của cây. Cái thân chính là hoành 350. Cái bệ ngang hoành hơn 3 mét. Còn hai con tử không tính không đo vào. Đây chỉ là một con tử nhỏ nhất ở trong những con tử ở cây này. Và đây là mặt tiền phía sau, mặt phía sau đấy. Cái chỗ kia được xếp gạch cao hơn là vì có những cái rễ nó lên các bác ạ. Phải làm như thế để cho nó cứ dưỡng cây đã. Rồi khi nào cây nó khỏe
thì lại cắt bỏ sau cho nó gọn lại. Clip về hướng dẫn trồng cây dưới thì em cũng xin dừng lại tại đây luôn các bác nhé. Trong clip này thì chúng ta được anh Tư, chủ vườn Mộc Viên ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, và anh Kiệm hướng dẫn chúng ta trồng từ đầu đến cuối. Chúng ta cắt làm mấy video để chúng ta xem tỉ mỉ từng tí một. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.